Chúng ta đã tìm hiểu 4 rider trong phe chính diện trong series Kamen Rider Build. Trong những phần video cuối cùng này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những rider phản diện trong series của Build. Và mở đầu cho chuỗi series này là Kamen Rider Evolve, kẻ thù xuyên suốt cả series. Với vai trò ban đầu là Bloodstar, kẻ đông sáng lập nên tổ chức FAO. Sau này với vai trò là người ngoài hành tinh Evolve, kẻ muốn hủy diệt toàn bộ trái đất. Chúng ta cùng đến với tên rắn độc Evolve cũng như hình dạng Bloodstar của hắn nào. Choichi Isurugi là người mang thân phận của Evolve hay Bloodstar ở đoạn đầu của phim. Ông ấy là một cụ phi hành gia thám hiểm sao hỏa. 10 năm trước, quá trình thám hiểm này đã dẫn ông tới một di tích. Nơi này cất giấu một bảo vật được người trái đất gọi với cái tên Pandora Box. Nhặt được bảo vật và quay lại trái đất, nhưng ông cũng bị ký sinh với một thực thể ngoài hành tinh với tên gọi Evolve. Và hắn ta mới thật sự là kẻ giật dây tất cả những sự kiện xảy ra trong Build, chứ không phải là Shoichi như chúng ta từng tưởng tượng. Evolve là một người ngoài hành tinh tại hành tinh Planet Blood. Anh trai của hắn ta, Kilbert, đã phá hủy toàn bộ cả hành tinh. Hắn ta cùng với một số đồng tộc của mình may mắn sống sót, đã mang hộp Pandora Box đi toàn bộ thiên hà, tiêu diệt và hấp thụ những hành tinh khác để duy trì sự sống cũng như nâng cao sức mạnh chủng tộc của mình. Cuộc chinh phạt của chủng tộc Blood đã bị ngăn chặn bởi nữ hoàng sao hỏa Verenas. Cô ta đã dùng toàn bộ quyền năng của mình để phong ấn sức mạnh của Evolve trong cơ thể của Shoichi. Hắn ta là một người hoạt bát và hết sức thân thiện với tất cả nhân vật chính. Bản chất lương lẹo, lời nói xảo trá và đặc trưng của chiếc bottle Cobra không còn gì tuyệt vời hơn để thể hiện tính cách của tên Evolve. Cobra. Mist Match. Cobra. Cobra. Fire. Bloodstar xuất hiện cùng với Nairo là hai kẻ tổ chức FAO. Những thí nghiệm mang rợ biến con người trở thành Smart đã làm nên sự khét tiếng của bọn chúng. Một cặp đôi song sát hành Bill lên bờ xuống ruộng. Cả hai kẻ tưởng chừng như mạnh mẽ ngang nhau, nhưng thực chất Bloodstar lại là một thực thể hoàn toàn khác. Ban đầu xuất hiện với vai trò là Shoichi, một người chủ quán tốt bụng hỗ trợ Bill cũng như Misora, thậm chí cưu mang cả Banjo. Tất cả mọi kế hoạch và sự dàn xếp của hắn đều rất hoàn hảo. Bất cẩn duy nhất của hắn có lẽ là không tính toán tới sự thông minh của Sento, mất đi toàn bộ ký ức của nhà khoa học ác ma. Nhưng Sento vẫn còn đó sự thông minh và nhạy bén. Đoán ra thân phận của Evolve là ông chủ quán tốt bụng, hắn ta cũng không ngần ngại show ra thân phận này, chuyển hóa thành Bloodstar trước mặt của Sento. Đây là cú sốc lớn nhất mà Sento đã phải chịu đựng. Form dáng của Nairo và Bloodstar có vẻ như tương tự nhau vì cùng sử dụng hệ thống Strength Steam Gun. Chiếc bottle mà Bloodstar sở hữu là Cobra, rắn hổ mang, đem cho hắn ta một tông màu đỏ, một phần giáp với những đường ống chạy khắp cơ thể, biểu tượng Cobra trên gương mặt và phần thân, hai đường dây điện đặc trưng của những rider sử dụng Strength Steam Gun. Điều khác biệt là những phần ống xả của Evolve được quấn quanh người, chứ thay vì tạo thành những đường ống khối, Nairo sở hữu sức mạnh khối để thể hiện bản thân luôn chìm trong bóng tối như loài dơi. Thì Bloodstar lại có những đường ống dẫn nước truyền cho hắn ta nguồn độc tố đến từ mảng xà. Khả năng và sức mạnh của Bloodstar cũng không dựa trên hazard mà dựa trên kinh nghiệm chiến đấu. Điều này càng làm hắn trở nên nguy hiểm khi đọc được những combo của Bill cũng như đánh out trên Nairo, trong khi cả hai cùng sử dụng một hệ thống giống nhau. Hai chiếc vòi trên tay của Bloodstar giúp hắn kích hoạt độc lên người kẻ thù. Dung lượng độc tố sẽ được tạo ra dựa trên ý muốn của hắn, từ những lượng độc nhẹ làm kẻ thù bị vô hiệu hóa cho tới lượng độc cực lớn làm tan biến và phân rã những mục tiêu mà hắn ta nhắm tới. Khả năng di chuyển và trường bò của một con rắn vẫn được Bloodstar thể hiện, cùng với đó là một số khả năng phụ như tạo làn khói đỏ để biến mất như những tên phản diện thường thấy. Trận chiến cùng Bill Sparkling mới là lúc Bloodstar thể hiện toàn bộ khả năng của mình. Nếu như tên Nairo thức tỉnh ở đôi cánh dơi là sức mạnh tối đa mà hắn có thể kích hoạt, Bloodstar triệu hồi lên hai con mãng xà từ nguồn năng lượng của bản thân, tạo ra sức mạnh từ hai thực thể có khả năng di chuyển độc lập, là một khả năang vô cùng kinh khủng mà có lẽ chỉ có Banjo Ryuga khi sử dụng đòn finish mới tạo ra con rồng đối ngược lại với hắn mà thôi. Một số đòn tấn công khác của Evolve cũng thể hiện bản thân là một con rắn uốn dẻo cơ thể và tạo ra nắm đấm với hình tượng đầu rắn. Vũ khí chính của hắn cũng là khẩu Steam Gun kết hợp cùng với Steam Lay để tạo nên Steam Rifle. Đòn tất sát của Evolve sử dụng Strength Steam Gun là Steam Break, kích hoạt cùng với chiếc bottle Cobra tụ một nguồn năng lượng khổng lồ vào đầu súng, bắn ra phát đạn cực mạnh vào người kẻ thù. Cobra! Rider System! Cobra! Cobra! Evolve Cobra!
cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Bloodstart, hắn ta dần cũng tiết lộ thân phận của mình là người ngoài hành tinh với tên gọi Evoth, một kẻ đến hành tinh này với mục đích hủy diệt. Bước cuối cùng để thực hiện kế hoạch này là có lại sức mạnh của Evoth Driver, thứ sức mạnh mà hắn ta đã mất đi sau khi chiếm đóng sao hỏa. Biết rõ nơi cất giữ của nó là căn cứ của Sento, hắn ta đã đưa ra một điều kiện bằng cách bắt giữ thủ tướng của Toto làm con tin. Sento đã tìm được Evoth Driver được giấu kín, sửa chữa nó nhằm trao đổi lấy sự tự do của thủ tướng Toto. Cuộc giằng co giữa cả hai bên đã xảy ra. Tưởng chừng như tên Evoth sẽ mãi mãi không chạm được vào chiếc Evoth Driver, ngoài Sento lẫn Banjo còn có sự giúp đỡ của cả Ro và Ri, bốn rider trên một chiến tuyến. Khả năng của Bloodstart lúc này đã vượt quá giới hạn, hắn ta làm gì có cửa với Kamen Rider Ro. Nhưng tất cả đều phải bất ngờ trước chiếc thùng mà Uzumi xuất hiện. Hắn ta đã chụp lấy Evoth Driver từ tay của Misora, quăng nó cho Evoth. Nụ cười nham nhở của hắn ta khi có được sức mạnh của bản thân chuyển hóa cùng với hai Bottle, Cobra và Rider System, tạo ra Kamen Rider Evoth. Bill là vật lý thì hắn ta chính là thiên văn. Những biểu tượng kỳ quái từ những chùm sao tụ hợp trên bầu trời. Tông màu chủ đạo của hắn là vàng kim, đỏ và xanh đậm, giống hệt với tông màu của Bill được điểm tô bằng những chi tiết vàng kim. Những quỹ đạo, những biểu tượng thiên văn được trải khắp trên người của Evoth, phần vai cùng hai hình tròn và hai chiếc gai. Những biểu tượng thiên văn này được trải khắp trên phần tai cho tới chân của Evoth. Gương mặt được tạo hình bằng hai con mãng xà nhập lại với nhau, phần đầu thể hiện rõ biểu tượng của kính thiên văn. Hắn ta là một thực thể đến từ vũ trụ, còn gì hoàn hảo hơn và đối ngược lại với phong cách vật lý của Sento. Một chiếc lưng giống với Sento nhưng tạo ra một rider hoàn thiện, một lĩnh vực khác đối lập so với Bill. Sức mạnh của Evoth Cobra trong lần đầu xuất hiện là chẳng còn gì để nói. Hắn đánh cho Ro như tử mà không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Khả năng di chuyển để tạo lại dư ảnh, dịch chuyển tức thời là những gì mà hình dạng Cobra thể hiện. Nó linh hoạt, ranh ma như một con rắn thật sự, tấn công vào những điểm yếu chí mạng của kẻ thù. Hắn ta vẫn giữ lại đặc tính của chiếc Bottle Cobra, dùng một chiếc vòi độc để kích hoạt độc tố lên người kẻ thù. Vũ khí hình dạng này của Evoth vẫn là Sam Steam Gun với những hình thái cơ bản của chúng. Đòn tất sát của Evoth, Evotic Finish. Hắn ta tụ nguồn năng lượng vũ trụ vào đôi chân của mình, hấp thụ toàn bộ chúng và ra một cú kích cực mạnh với vòng xoáy vũ trụ dán vào người của kẻ thù. Đòn Rider Punch của Evoth thực hiện cũng tương tự, tập hợp tất cả nguồn năng lượng thiên văn vào tay, ra một cú Rider Punch cực mạnh vào người kẻ thù. Để giải lượng độc tố được sinh ra từ hình dạng Kamen Rider Evoth của hắn dán vào người của Sento, hắn ta đề nghị một cuộc trao đổi để có được mảnh Pandora Box cùng với những chiếc Lost Bottle cuối cùng. Cuộc chiến của cả hai người nhưng cùng một cá thể, Evoth và mảnh vỡ của hắn, Banjo Ryoga. Cuộc va chạm bởi Evoth Cobra cùng với hình dạng Crosshead Magma, trận chiến nảy lửa giữa cả hai rider có thể xem là mạnh nhất tại thời điểm đó. Rồng và rắn, ai sẽ là kẻ chiến thắng? Dùng toàn bộ sức mạnh bùng nổ của mình, Magma lao thẳng vào tên Evoth, một vụ nổ lớn đã xảy ra. Trước mắt mọi người, hình dáng của Banjo hiên ngang và hùng dũng, anh ta vẫn đứng đó, chỉ có Evoth là hoàn toàn tan biến. Nhưng mọi người đã nhận ra sự kỳ lạ, Sento vẫn chưa hề được giải độc. Người đứng đó không phải là Banjo, giọng nói quen thuộc lại vang lên, Evoth. Hắn ta đã lấy ra chiếc Bottle và gọi nó là Phase 2, Evoth Dragon. Tạo hình vẫn tương tự như Evoth, phần vai được thay đổi bằng hình dạng Dragon cũng như gương mặt của Crosshead. Nó chỉ là sự kết hợp giữa Crosshead và Dragon, được đổi tông màu thành màu xanh đậm mà thôi. Không có quá nhiều chi tiết thay đổi. Vũ khí của hắn ta cũng là vũ khí của hình dạng Crosshead là Big Closer. Sức mạnh ở hình dạng này của Evoth cũng gần như áp đảo tất cả những rider khác. Phong cách chiến đấu của Evoth lúc này cũng thay đổi rất nhiều, không còn là một con rắn gian xảo và tấn công bất ngờ kẻ thù. Hắn ta trở thành một con rồng hung dũng, sử dụng sự uy nghiêm của mình ra những đòn tấn công cực mạnh, không lùi bước và không có gì có thể cản trở hắn, là sức mạnh Dragon Evoth thể hiện. Cho dù Sento có sử dụng rất nhiều Bottle cũng như kích hoạt lại hình dạng Hazard Trigger, cũng chưa lần nào thật sự có thể làm khó được hắn. Đòn tất sát là hình dạng này của Evoth. Nếu sử dụng cùng Big Closer, hắn ta sẽ chém ra một nhát chém bao phủ sức mạnh từ rồng thiên, ngọn lửa xanh sẽ chém tan kẻ thù trước mặt của Evoth. Kết hợp cùng với Evoth Driver, đòn tất sát sẽ gọi tên Evoth Finish. Hắn ta bao phủ ngọn lửa xanh vào đôi tay của mình, tung một cú đấm với toàn bộ long lực dán vào người của kẻ thù khi va chạm. Evoth và Banjo đã hợp lại là một.
Ngoài việc có sức mạnh vượt trội từ hình dạng Evo Dragon, hắn ta còn có cơ thể của Banjo, thứ mà tất cả những người khác đều không muốn đánh bại. Sento bản thân là một thiên tài, anh ta tất nhiên là có cách để giải quyết vấn đề này. Sử dụng sức mạnh của mảnh Pandora Pop tạo thành một chiếc hộp đặc biệt giống như một chiếc bottle, kết hợp cùng với Bill Driver để nâng cao sức mạnh của mình. Anh đã lao tới với sức mạnh từ Tang Tang, đúng như một cỗ xe tăng. Anh ấy vả hình dạng Dragon của Evot như con. Lượng Hazard trong người cô ấy đang tăng vượt bậc từ 6 chấm và ngày càng cao hơn. Tận dụng khoảnh khắc sơ hở của Evot, Sento đã nắm chặt lấy tài của hắn và chuẩn bị để đòn tự hủy. Kế hoạch của anh cực kỳ thành công, khi Evot thì biến mất, chỉ còn lại Sento và mái tóc trắng. Có lẽ vụ nổ vừa rồi đã làm cho anh bạc tóc và trở thành một thiên tài đích thực hay chăng? Như dự kiến, Banjo cũng đã được giải thoát thành công, nhưng kẻ ngồi dậy với giọng nói quen thuộc: "Người không phải là Sento, Evot." Móc ra trong người của Sento chiếc Bottle Rabbit, chuyển hóa thành Rider với cậu nổi Phase 3, Evot Rabbit. Sức mạnh của Evot Rabbit không được thể hiện quá nhiều, nó cũng giống như Rabbit của Sento, thiên về khả năng dẻo dai và linh hoạt trong chiến đấu. Những đòn thế không quá hùng dũng như Dragon, cũng không quá gian xảo như Cobra, nó thể hiện sự linh hoạt của loài thỏ và khả năng dẻo dai để tấn công liên tục kẻ thù. Đó là tất cả gì mà hình dạng Rabbit Evot thể hiện. Over the evolution. Black hole. Black hole. Black hole. Evolution. Mảnh Pandora Box cuối cùng cũng đã rơi vào tay của Evot. Hắn ta thức tỉnh một vật thể giống với hình dạng của Hazard Trigger, Black Hole Trigger. Hắn ta đã dùng đủ mọi cách để kích hoạt chiếc Trigger này nhưng hoàn toàn thất bại, cho đến khi hắn chuẩn bị nhận 3 đòn Rider Kick cực mạnh từ Kree, Roar lẫn Crosshead. Nhận ra tiềm năng từ Kamen Rider, dùng chiếc Trigger này để hứng chịu đòn sát thương đó. Đúng như hắn dự đoán, nguồn sức mạnh khủng khiếp từ 3 cú Rider Kick đã thức tỉnh được Evot Trigger, một lỗ đen tòa tháp của sự diệt vong để hiện ra, Evot Black Hole. Evot đã được thay đổi phần giáp ngực cũng như một phần áo tròn kéo dài tới chân. Nó được điểm tô bằng hai tông màu đơn giản là trắng và đen. Những biểu tượng thiên văn nay được thay thế bằng biểu tượng của lỗ đen, đúng với tên gọi Black Hole của hắn. Phần sừng cũng phần nào thay đổi, đôi mắt được chuyển hóa thành màu trắng và những viền đỏ xung quanh. Evot Black Hole mang trong mình sức mạnh từ lỗ đen, thứ có thể xem là mạnh mẽ nhất đến từ vũ trụ. Nó sẽ ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ, từ những viên đá nhỏ nhất của vũ trụ cho tới tận một hành tinh. Tất cả mọi thứ đều nằm trong miệng của nó, giống như cách một con rắn nhai trọn một con mồi lớn hơn nó gấp nhiều lần. Một hình tượng tuyệt vời cho form cuối của Kamen Rider Evot. Ngoài những khả năng trên, tốc độ cũng như sức mạnh của Evot Black Hole cũng có thể sánh ngang với hình dạng Bill Genius, một form với tốc độ cực nhanh của Sento. Thậm chí hắn ta còn liên tục mạnh hơn do bản chất của hố đen là hấp thụ và ngày càng phát triển. Với sức mạnh cực hạn của mình, Evot có thể tạo một lỗ đen khổng lồ để hấp thụ tất cả mọi thứ xung quanh, nuốt trọn cả một tòa nhà khổng lồ hay thậm chí một thành phố lớn hơn cả là cả một hành tinh. Black Hole Finish, một lỗ đen nhỏ được mở ra quanh Evot. Hắn hấp thụ lỗ đen này và ra một cú Rider Kick cực mạnh về hướng kẻ thù, sẽ bị lỗ đen bao phủ và hấp thụ, nuốt trọn họ vào khoảng không vô định và phát nổ. Mảnh Pandora Box màu đen cùng với những chiếc Lost Bottle đã giúp Evot nâng cao sức mạnh của bản thân thêm một lần nữa. Nhưng đây là hình dạng quái vật của Evot nên mình sẽ không nói nhiều trong video lần này. Trạng thái lúc này của Evot đã trở thành một người ngoài hành tinh đích thực. Hình dạng còn nâng cấp cao hơn so với Black Hole và có thể coi là cách tiến hóa của hắn. Hắn ta liên tục sử dụng sức mạnh của lỗ đen để nâng cao sức mạnh của mình. Trạng thái tối thượng của hắn là khi hấp thụ một phần trái đất cũng như mặt trăng, chuyển hóa hình dạng với đôi tai cũng như phần cặp súng trên vai của mình được chuyển đổi to lớn hơn. Đây là một hình thể vô cùng mạnh của Evot với những quyền năng gần như ở mức vũ trụ. Những đòn tấn công cơ bản của hắn ta tấn công vào người những Rider cũng gây thiệt hại cực kỳ nặng nề đến những tòa nhà xung quanh. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 2.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Riding On, Thanh Quá Trinh. Hẹn xin.